Rồi, xin chào bên em bán kênh bonsai bên. Đến hàng lại đây, tới mùa của nó rồi ha anh em ha. Thì giờ dư bên em một cái tác phẩm hàng công rừng nghệ thuật nằm trong chậu 1m bên em, chậu 1m 81m, và cái cây này là tàn ngang của nó là 85, và chiều cao của cây là tính từ mặt chậu trở lên là 90 rồi. Tính mặt cây chậu luôn là gần 1m rồi, tính từ đỉnh á trở lên á, còn tính từ cây chậu đây là 1m nha quý anh em. Cái chậu khay đế không thì để là hai người bê rất là nặng, cái khay không có bỏ gì hết em quý anh em. Và có luôn cái cây thì cái này thì có luôn cái cây thì chắc cũng phải 6 người bê em quý anh em. 6 người bê nó mới nổi cái này. Và nó nặng gần bằng cái đổ, bởi vì là nó là cây ép chậu, trong đó đất Nhật không mà nó nhẹ, còn cái thằng kia là trong đó nó bằng cá đất trong đó, nên là hai đứa nó rất là nặng nặng anh em. Đó, ồ nói chuyện chứ quay video chứ thấy chưa. Thì mặt trước mặt sau đều đẹp như nhau nha quý anh em, đều có bông tây, đều có tán, đều có ấy hết nha quý anh em. Và cây này hôm trước nó đã có trái một lần rồi, nó trái trong thân luôn vậy, nhưng mà nó ít. Tỷ lệ trái của nó chỉ có khoảng 50 thôi, do là mình đang bấm tay canh. Thì mùa này nè, cái mùa này nè, thì cây này nó sẽ đón quả cho anh em xem. Đó, và đây là dòng mà siêu siêu rí sen kim đọt đỏ, giới thiệu dùng với anh em. Đó, anh em ha, dòng siêu siêu rí sen kim đọt đỏ nha. Mình sưu tập toàn là dòng lá rí không. Đây là cụm rừng nguyên bản, không có trồng vô bất cứ một cây nào hết trong này nha quý anh em. Nghĩa là nó là một cốt, một bệ luôn, một cái gốc thế này luôn, 2, 4 khoảng tầm 30 cây trong này nha quý anh em. Và nó phân tán rất là đều, nó làm thành một cái cụm rừng. Và những cái anh em người nhân tác phẩm, tức là cái này hồi đó mình chuyển nhượng về 50%, và hiện tại 50% là mình nuôi thêm tay chi đó quý anh em. Cái nào là mình nói ra cái đó, bởi vì những cây này thì chủ nhân của nó cũng vẫn sẽ xin được cây này, và chỉ có tiếc thôi anh em ha, vì nghề mất em thì nó là như vậy đó, nói cho vui, tại vì nghề mất em thôi. Anh em thấy không? Bệ đế của nó nè, nhìn bên trong, nhìn vô bên trong nè. Đó anh em thấy không? Bên trong. Nhìn chưa? Bên trong. Rất là đẹp nha quý anh em. Rất là thoáng cây. Những cái tác phẩm này thì anh em mình nè. Coi nè, thấy không? Những cái bệ, những cái cụm rễ nó bò lại luôn. Mưa á anh em, rễ nó bò lại luôn. Đó. Và cái mặt bên trong này là mặt trước nha quý anh em, còn cái mặt bên ngoài kia là mặt sau. Anh em ha, mặt sau. Đấy. Bởi vì mặt trước nó sẽ trống hơn một chút. Đấy, anh em thấy mặt trước nó sẽ trống hơn, mặt sau thì nó sẽ chi phủ đều hết. Mặt trước thì nó sẽ hình một cái mái vòm thế này để anh em mình nhìn vô thân cốt thế dáng của nó này. Anh em không? Và cắt chặt hết. Cắt chặt hết nha quý anh em. Chỉ có uống cái thép một cái tay chính thôi, còn nhiều là giật hết. Không có làm gì nhiều, giật thôi, giật bằng cái bấm giật thì rất là lâu năm, anh em ha, bấm giật rất là lâu năm. Nên là cái tay cành của nó anh em thấy không có dùng thép, trùng 1-2-3 cộng thôi, nhiều là bấm giật xương. Đó, thì anh em mình là nhu cầu nhảy sở hữu cái tác phẩm á, alo cho mình về số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em ha. Một cái tác phẩm zin hàng sen kim đời đầu với anh em. Và mình sẽ giúp chúng mình quay giới thiệu với em một góc dòng sen kim này, nhưng mà nó là zin luôn, nhưng mà nó là thuộc về hàng gọi là khủng cụ rồi quý anh em, không có phải là hàng ghép hay gì nha quý anh em. Đây là quý anh em, chúng nó mình sẽ quay cái này cho quý anh em xem nha. Nó là với hàng này là chung một giống, nhưng mà anh em thấy không, một anh thì rất là lớn, một anh thì rất là bé, thì tùy vào cái thổ nhưỡng. Ví dụ như cái trong một cái khe núi đó, thằng này nó sống ở giữa cái hai lòng khe thì nó rất là điều kiện rất là phát triển, và nước nó dẫn xuống dưới thì thằng này sẽ lấy được nhiều dinh dưỡng hơn và phát triển hơn. Thì ở dưới cái lòng khe, nghĩa là hai anh em tưởng tượng cái núi có cái khe hình chữ V gì nó ở dưới đó. Đó thì đó đi lấy phôi mình sẽ biết được điều đó. Còn cái thằng này thì nó xui lắm thì nó ở trên đỉnh núi, ví dụ như nó ở trên đỉnh núi thì cái điều kiện nó khác hơn, khắc nghiệt hơn thì nó nhỏ hơn. Đó như vậy đó. Thì hàng đảo đời đầu với anh em, mấy hàng này hiếm lắm. Về số bây giờ thì hàng to lớn mặt cắt bự không, hàng phải ghép thôi. Đó. Và chúng mình quay cho quý anh em xem cái này. Cái này thì rất là khó chịu ha. Bởi vì sao khó chịu tí mình nói cho quý anh em xem nghe ha. Rồi cảm ơn quý anh em rất nhiều. Anh em nhu cầu nhảy sở hữu tác phẩm alo ha, với số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em.
Những tác phẩm này thì anh em mình phải giá trị cao, anh em buộc phải có thời gian thu xếp tới vương. Còn có thời gian thu xếp tin tưởng thì mình quay rất rõ ràng tỉ mỉ, vẫn giao dịch bình thường với anh em. Số anh em ta giao dịch bình thường 50 cả trăm triệu, đối với số anh em dân chơi người ta xem rất là bình thường và người ta vẫn tin tưởng giao dịch online từ xa. Còn có số anh em kỳ tính thì phải đến vương nha quý anh em. Đó là những cái chia sẻ của mình. Bây giờ hồi giờ mình giao lưu nhiều rồi. Có số anh em thì người ta giao lưu cây 10 triệu người ta vẫn đến vương. Có số anh em ta giao lưu cây vài chục triệu. Đến có cây là 70, 80. Trước thì có cây 100, 120 triệu người ta không cần đến vương quý anh em. Đó là ở Long An. Thì không cần đến vương đâu. Mình ship bằng xe. Mình giao tiền cọc mình 50 và mình chở xe tới vườn mình nhận 50 tiền cọc còn lại. Đúng với cây, đúng với kích thước, đúng với video. Chúng không có gì khác biệt cả. Rồi cảm ơn mấy anh em yêu cầu nhảy sở hữu tác phẩm. Alo với số điện thoại Zalo 0932411987. Giao lưu với anh em một cái tác phẩm này. Tất cả cây hải châu bonsai bên bán ra đều bảo hành trái. Trọn đời cho quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.